Chào mọi người đang theo dõi video của shop chuyên chỉ súng hơi PCB nhé. Các bác nhanh tay liên hệ đặt mua qua số điện thoại 0399421759. Các bác kết bạn Zalo qua số này giúp em nhé. Thì bên em chuyên xỉ lẻ tất cả dòng đạn chì súng hơi từ 4.5 đến 6.10, nấm xuyên phá số lông kịp 9kg, 12kg. Hàng bao chuẩn bao đẹp cho mọi người luôn. Các bác có thể thấy ở đây, hàng cực kỳ là xịn và đẹp này. Quay video như nào thì gửi cho mọi người như thế nhá, không treo đầu dê bán thịt chó nhá. Thì em có ở đây thì em có nấm, số lông. Được chưa ạ? Motor hàng cực kỳ đẹp luôn. Đây, xuyên giáp bên nhà em nhé mọi người nhé. 5.52 ạ. Hàng chì siêu đẹp luôn. 100% bên em là hàng lòng máy. Không có chút bao bia vô vùng nào cả. Báo giá công khai cho mọi người biết luôn, 400.000 một ký. Hàng đẹp y như thế này luôn ạ. Yên tâm với các bác, yên tâm là đây là toàn bộ 100% là chất chì, không có chất sắt trộn vào đây nhé, nên là cực kỳ mềm cho mọi người luôn. Tương đương với hàng xuyên giáp thì có hàng chì nấm thân dài. Hàng này lướt gió cực kỳ là ok cho mọi người. Chì dây loại 1 bên em 450 một ký, bao cước vận chuyển. Nói chung là hàng này không bớt nha mọi người nha. Hàng chì này hàng chì nhập loại 1 bên em luôn ạ. Các bác có thể chơi hàng chì nhập khác, đấy là FX Igun. Đấy, dành cho bác là chơi nấm váy ngắn này. Váy 2 tầng nha, viên nẹ kẹo sắc nét gọn gàng. Được chưa ạ? Rất chi là đẹp cho các bác luôn. Đấy, hàng này 450 một ký, gửi cho các bác là còn nguyên tem mác như thế này, được chưa ạ? Một ký là hai hộp này, được chưa? Ok nhá, 450 một ký bao ship nha. Motor bên em này, motor siêu đẹp siêu mướt nha mọi người nhá. 400.000 một ký thôi. Các bác muốn chơi hàng rẻ đúng không? Em có hàng rẻ cho mọi người. 300 350, được chưa ạ? Tiền nào của nấy thôi mọi người ơi. Hàng này thì bên em sẽ hơi cứng hơn một xíu các bác ạ, hàng rẻ thì sẽ hơi cứng hơn một xíu nha các bác nhá. Nhưng vẫn đảm bảo cho mọi người là hàng đóng máy, không via không bụng, được chưa ạ? Kẹo đẹp nhá mọi người nhá. Nấm bên em này, nấm GP này. Hàng này hàng đẹp lắm mọi người ạ, dễ chơi dễ dùng, nói chung cảnh nào cũng chơi được. Đấy, giá cả thì cũng rất chi là yêu thương. Salon bên em nhá. Salon bên em này. Hàng chì dây nhập loại 1. Em so sánh nhá mọi người, rất chì khác hẳn luôn. Nói chung tiền nào của đấy, một bên hàng rẻ và một bên hàng xịn thì nó khác hẳn nhau luôn các bác ơi. Chơi slung ấy thì tốc độ mòn khương của slung gấp 3 lần nấm nữa cơ. Nên các bác chơi hàng mềm một chút cho em. Bác nào mới chơi qua slung thì chơi hàng cỡ nhỏ nhỏ thôi. Khoảng tầm 2-3 gr thôi mọi người ạ. Đây nha, slung 6.35 nha. Đây, 6.35, được chưa ạ? Giá cả cực kỳ yêu thương nha mọi người nha. Số lượng hàng chi lớn, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của shop. Xin chào và hẹn gặp lại nha.